sữa macchiato không độ, làm từ lá trà Thái Nguyên và sữa thơm béo, ngon khó cưỡng. Sao không? Dạ không. Má em bị sao vậy? Mặt em á hả? Sao mặt em lại chảy nhiều mồ hôi vậy? Chắc em bị phong thấp. Thấm mồ hôi đi. Dạ. Để em cầm cho. Dạ thôi để em cầm cho. Ok để em cầm cho. Dạ. Cảm ơn anh. Mà em mang cái tập giấy này đi đâu đấy? Dạ. Em đưa lên phòng cô Linh. À, cô Linh à? Để anh mang lên cho. Dạ thôi, để em mang cho chứ. Để anh mang lên cho, bây giờ anh cũng đang có việc lên đấy mà. À, dạ. Vậy kia kìa. Đi nha. Bye bye. Bye. Chết rồi, tôi tự giết tao rồi. Mà thấy ai đời nào gặp rớt mà đi nói là mình bị phong thấp không? Phong thấp hả? Tao nói tao bị phong thấp nè. Chán mày quá đây. Ôi, không biết nữa, tao nói bậy nó bạc cái gì á. Tao kìa. Cho tao hành giấy đó em. Hả? Cho tao hành giấy gì? Tờ khác nha. Anh dưa hay là trai đưa? Hả? Có đâu. Ôi, đi lấy tôi chụp được rồi nè. Nè coi em. Gì mà cam gì trời? Hả? Mà cam gì sao biết ai? Mai mốt sẽ chụp nét hơn. Alo. Quyền, ngày mai là kiểm tra đó nha. Vậy hả? Vậy chuẩn bị pha cho tôi nha. Gì? Bình thường mày làm chuyện này mà. Thì tại bữa nay tao có việc, phải đi với mẹ Chi. Đi gì? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà mẹ Chi kêu tôi đi á. Vậy thôi, đi đi. Mai tao qua đón đi học nha. Vậy nha, cảm ơn nha, bye bye. Thank you.
Anh tưởng là bạn thân em hôm nay cũng đến. Bạn thân em chứ đâu phải bạn thân anh đâu. Em nói cái gì cơ? Em nói là bạn thân em. Ở đây ồn quá. Em có muốn đi chỗ khác không? Dạ thưa cô, cho em xin phép ra ngoài ạ. Đâu ạ? Dạ em đi vệ sinh. Rồi tối hôm qua mấy giờ mày về tới nhà? Tao mỏi quá, cho tao ngủ xíu rồi. Ủa, Diệu có làm bài được không vậy? Ngủ từ đầu buổi tới cuối buổi luôn. Rồi cuối cùng... như cũ. Thôi kệ nó đi, lâu lâu nó hay vậy mà. Mình đi ăn cái gì đi. Mày đi không? Chán thiệt. Khai thiệt đi. Kính hay lộ? Mày hỏi gì vậy? Trả lời không? Đừng đợi đây coi. Rồi lấy điện thoại đó làm chi? Thấy chưa? Nghi đâu là chúng đó mà. Kính phải không? Kính phải không? Chó giống tôi kính luôn nè bà nội. Đúng hả? Ê bà, kính này lộ. Ê tôi con trai à, quen gái à. Cái gì quen con gái? Biến thái. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà con trai quen con gái. Quê mùa lạc hậu, dễ sợ thiệt. Mà tôi nói nha, mấy cái kiểu mà đẹp đẹp ngon ngon vậy nè là chị em với mình hết, đúng không bà? Trời ơi, kết bạn tôi đi. Ê, cái gì? Cùng hả? Kết bạn với bà, người ta biết tôi kính sao? Bà làm vậy, người ta biết bà lộ đó bà. Có căng. Trời ơi, ghê lắm nghe. Kết bạn tôi lên đi bà. Vô đây. Tên gì? Trứng cũng trứng. Trời ơi, trai đẹp quá. Trời, trường mình không luôn nè. Đến ra trường mình kính quá hả? Trời ơi. À, gì vậy? Gì vậy? Áp gì vậy?
á bình lư hỏi chê. Hỏi vậy thôi. Nó nghe, nó nghe. Tôi tình nghi cái con nhỏ đó không phải là con gái mà là bóng giả lộn. Chứ nghĩ sao con gái mà đi hỏi mấy cái app của Bu Đê. Kinh khủng. Ghê quá. Đúng rồi. Bên kia còn dơ kìa. Em quét nãy giờ 2 vòng rồi đó. Thế ai bị quét dơ rồi chị? Thì nhà em có quét bao giờ đâu mà em biết. Vậy thôi đi về nhà đi. Quét quét. Ai kiếm cô kìa? Đi ra mở cửa đi. Sao cô không ra mở cửa đi? Em đang quét nhà mà. Nhưng mà em gần cái cửa hơn. Đúng là em đứng gần cái cửa hơn nhưng mà em đang bận nè. Có ra mở không? Nhà cô mà. Người ta kiếm cô đâu phải kiếm em đâu. Đi về. Ủa sao cô ngược ngạo vậy? Bạn cô mà. Nhà của cô có quyền. Em phải ra mở cửa, còn không thì đi về. Mở mở. Qua đây làm chi vậy? Ủa, nhà cô mà, vô không được hả? Một, hai, ba, vô! Vụ này là sao? Em chờ là giải thích tụi cô. Là vậy hả? Mình đâu thể nào sống trước bạn bè được đúng không? Ủa, cô với Mẫn giờ thì thầm cái gì ạ? Mẫn nói là Mẫn hết giận rồi. Không phải, Mẫn, tại vì Mẫn nói là Mẫn có một cái clip rất là dễ thương của cô Linh. Thì bây giờ Mẫn sẽ cho các bạn coi nha. Mình chơi một trò chơi gì đó đi ha. Đúng rồi đó cô. Vậy mình nên chơi trò chơi nói thật. Một là nói thật, hai là uống hết một cái trà sữa như thế này. Cô thấy trò chơi này thú vị chưa? Thôi, con mới ăn xong no lắm, không muốn nổi đi đâu. Cô vậy mới là phạt chứ. Cô nghĩ là trò chơi này thú vị á. Dạ. Chơi thì chơi à. Vậy cô lớn nhất, cô là người hỏi trước ha. Dạ. Dạ. Cô sẽ hỏi Tuấn Anh. Em là người chụp hình xấu nhất đúng không? Dạ đúng rồi cô. Mai mốt hình đẹp mấy người đứng xin nha. Bây giờ tôi sẽ hỏi Khánh Vân nè. Khánh Vân có người yêu chưa? Không trả lời là cũng thấy một trai. Uống hết đó nha. Ôi lên. Chưa hết. Cố lên, cố lên, cố lên. Wow, quá dữ. Rồi bây giờ Khánh Vân muốn hỏi ai? Trọng Hiếu. Trời. Ông còn ngu lắm đúng không? Hỏi một câu mà cũng biết hết á. Ok. Mặc dù tôi học ngu thật nhưng với câu hỏi này tôi sẽ uống hết chai này luôn. Wow, hãy vỗ tay cho sự thành thật của chồng Hiếu. Hãy coi từ đây. Đang uống cho hết ngu nha bạn. Tao đánh mày á. Wow. Hết hả? Tất nhiên, không còn một giọt nào luôn. Hãy tôi ghê chưa? Rồi, bây giờ em muốn hỏi ai? Bây giờ em sẽ hỏi... Không à, không à, vậy à. Em sẽ hỏi Tiểu Yến. Bà đang crush một anh nào đó khối 12, đúng không? Sao tôi không biết gì hết vậy? Tôi mà hỏi một phát là chính ngay. Quá dữ. Nhà tụi tôi đúng không? Ừ, đúng rồi, hỏi cô kìa, hỏi cô kìa. Dạ, con sẽ hỏi cô. Con sẽ hỏi Mẫn là Mẫn, ông sẽ đi học lại đúng không? Ừ.
trốn tránh chuyện này đến khi nào? Tại sao mọi người ai muốn em đi học lại vậy? Vậy bây giờ muốn nghỉ học luôn đúng không? Em mệt mỏi lắm rồi. Vậy nếu mà không đi học á thì em muốn làm gì? Em chưa biết nữa. Ngoài gia đình ra thì không có người nào cho em bữa cơm miễn phí đâu. Còn biết rồi đó. Em không muốn về nhà. Em sợ đối diện với ba đúng không? Chưa bao giờ em cảm giác mình được tự do trong chính căn nhà của mình hết á. Tại vì em không chia sẻ, em không tạo niềm tin cho ba em, cho nên là em cũng không thể nào trách được ông ấy hết. Ba em là một người ích kỷ. Cô nghĩ là ông ấy không ích kỷ đâu. Tại vì ông ấy quá lo lắng cho em, quá thương yêu em, cho nên là đôi khi ông ấy quên mất cảm xúc của em thôi. Không như cô nghĩ đâu. Mẫn, em là một người rất tốt, là một học trò giỏi. Nhưng mà em quá vô tâm. Em không để ai bước vào thế giới của em cả. Vậy tại sao không thử một lần để ba làm bạn với em đi? Làm bạn? Ừ. Là sao? Một người đàn ông trưởng thành sẽ dám đối diện với mọi chuyện. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện đầu tiên em phải đối diện đó là cô sẽ đá em ra khỏi nhà cô ngay bây giờ. Cái gì vậy? Đi! Cô định làm gì thiệt luôn hả? Cô muốn học sinh của cô á phải thật là bản lĩnh. Nhưng mà lỡ... Không có lỡ gì hết á. Cô sẽ đứng ngoài này, nếu như có chuyện gì không ổn cứ ra đây với cô. Nghe lời cô đi, đi! Nhanh lên! Mẫn là nghỉ học hả mấy đứa? Dạ. Bạn Mẫn biết được người này được không? Chào các em. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một học sinh mới. Yeah. Mà cũng là một học sinh cũ. Ai vào lớp đi. Bạn Minh Mẫn thì chắc các em cũng biết rồi. Hy vọng là các em sẽ hỗ trợ cho bạn trong những ngày sắp tới. Ủa vậy là em không được làm lớp trưởng nữa hả cô? Thiệt tình luôn á, không có ai đam mê là lớp trưởng như mày. Mày tin tao tháo cái biếm tóc mày không? À thằng Mẫn về rồi nè, mày tán cái cho tỉnh giùm tao coi. Không ngờ mới có mấy ngày mà thấy nó lớn hẳn ra. Em cũng không nghĩ là Mẫn lớn nhanh tới như vậy. Mong cô giúp đỡ cho cháu những ngày cháu vắng mặt nha. Dạ. Để cho cháu được kịp bài vở. Cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu thầy. Thôi cô vào lớp đi. Dạ, chào thầy. Yo. Sao rồi? Vui rồi đúng không? Ừ. Gia đình hòa thuận rồi. Ừ, vậy thì vô cái nữa. Nhờ cô á. Chứ sao? Mà uống được không? Uống thì ghê vậy. Đừng để em cõng rồi ói vô người em. Nè, ai ói? Bao nhiêu đây mà ăn nhầm gì với cô chứ? Giả bộ thôi, làm gì vậy? Thì em sợ cô té. Ai còn? Mà cô, hôm nay ngoài chuyện này em còn chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô. Chuyện gì quan trọng bằng cái chuyện tối hôm nay mình phải nhậu thật xỉn chứ. Em thích cô.
Nói gì vậy? Em thích cô. Không nghe rõ. Em thích cô, em thích cô, em thích cô. Tự nhiên đang vui cái nói chuyện gì buồn yêu vậy? Chuyện này cũng vui mà. Cô đi về. Ê. Chưa nói xong đi đâu. Nhưng mà cô hết chuyện để nói rồi. Cô bận rồi. Cô. Chị cho em miếng ơi. Miếng ơi. Thiên đường. Em. Xuất sắc. Cho em miếng á. Miếng. Bớt cắn đi. Cài luôn. Má chị em nói em tức á. Trời ơi. Em gặp thái độ hai con đó em bực ơi là bực luôn. Cái nơ của em là em gặp ở đâu em đánh cho bằng chết. Không ấy, mình đánh nó ra đi chị yêu. Không cần đâu. Cần. Phải cần. Đánh, đánh, đánh. Ồ quá đi. Chị, em mà gặp con Khánh Vân với con Tiểu Yến đâu á là em đánh nó đó. Chị mà không cho em đánh chị luôn á. Ê, đánh chị em. Mày đánh ai? Đánh mày á. Mày ơ tao múc mày luôn chứ mày ơ không? Welcome to toilet. Không đánh thôi. Đi. Giỏi quá ha. Hứa hẹn với cô đủ điều rồi bây giờ ra đây hút thuốc vậy hả? Sao cô lại ra đây? Muốn sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do. Nhưng mà em không muốn gặp cô, không muốn nói chuyện với cô. Vậy cho cô lý do đi. Lý do của em là không có lý do. Vậy thì cô cũng không có lý do gì mà không thể nói chuyện với em được đúng không? Sao cô không bỏ mặc em luôn đi? Tại vì em là học trò của cô. Trò. Em không muốn như vậy. Chứ em muốn là cái gì? Em muốn là người yêu của cô hả? Đúng rồi đó. Người yêu của cô phải có một bờ vai đủ rộng. Em có. Phải luôn lắng nghe cô. Em luôn lắng nghe, luôn bên cạnh cô mà. Phải hiểu người mình yêu là như thế nào. Cô thích ăn bánh tráng, thích uống trà sữa, thích ngủ muộn, thích ăn bánh ngọt, thích nhậu, nhưng mà được cái nhậu yếu ai cũng muốn nhậu hết á. Phải trưởng thành, phải có ý chí, phải xây dựng cuộc sống sau này, em hiểu không? Cụ thể là sao? Là không phải thất vọng một việc gì mà phải ra đây hút thuốc như vậy hết á. Em phải xây dựng cuộc sống của em để sau này còn lo cho em, lo cho người con gái của em đi chứ. Dễ thôi, vậy thì từ ngày mai em sẽ đi làm thêm rồi bắt đầu để dành tiền. Em nghĩ là mình sẽ làm được bao lâu? Việc quan trọng của em bây giờ là phải học kìa. Nhưng mà như vậy thì em sẽ mất cô. Từ giờ tới khi thi tốt nghiệp, em còn 4 kỳ thi nữa. Nếu thực sự em quan tâm tới cô và muốn chinh phục cô, thì mỗi kỳ thi em phải làm tốt. Và sau 4 kỳ thi em phải đứng đầu bảng. Lúc đó cô sẽ đợi em. Lấy gì cầm đoan? Sự tin tưởng. Trong một mối quan hệ nếu như không có sự tin tưởng lẫn nhau sẽ không bao giờ có tình yêu đâu. Trời ơi. Nãy hả? Ừ. Nếu như mà em thắng á thì em sẽ được quyền nghỉ học ngày hôm nay. Còn nếu như mà cô thắng á thì phải về trường học với cô liền. Đâm chiêu à? Tao vẫn không hiểu tại sao lần này tụi nó không đánh tao. Ôi, mày ơi, chắc bọn nó tu tâm dưỡng tính rồi.
Tao vẫn đang chờ tụi nó đánh tao đây. Gì vậy? Đánh lại chứ chi? Ê, tao thấy đây mày mặn nè. Hai em có sao không? Dạ, em không sao. Ờ, lần sau đừng ngồi đây chơi nữa nha. Ở đây bóng vào, nguy hiểm lắm đấy. Dạ. Thôi anh đi trước đây. Giận ghê. Xí nữa thôi là nó lo cho tao cả đời rồi. Hả? Hả? À, không. Ý tôi là thằng nào quăng chiếc bánh thì ghét quá. Để lại nơi ấy những ký ức thật đẹp, chật nhòe khóe mi, có nỗi nhớ ùa về. Em và em có biết gì không? Baby baby nói anh có thấy chờ mong về. Với chiều nhỏ, đi cà phê và những chiều đó, đi cà kê. Rước chiếc xe đạp vậy ta đến với anh mau. Bước hết con đường cùng nắm lấy tay của nhau đi. Trước mắt ta còn gì thắc mắc chưa biết đi đâu. Nước mắt lên trời và bọn anh sáng cái ly ti. Bắt cửa sổ lên tặng em nè, dắt em đi qua đại dương và có anh như em, sáng như con sao. Có thể gọi em là ai vậy? Và em xinh như là đóa hoa, là ánh trắng là lời mời. Và cụ té trong màu tóc em, màu mắt em là màu trời. Đón đưa tay trong tay cùng nhau, vài lần chú mưa không quan tâm ngày sau. Vài lần bối rối cái chớp mắt ngại ngùng, vài lần nữa thôi. Một chiều cuối thu mang yêu thương rời xa, tạm biệt những yêu thương không tên ngày qua.